chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ẩn sau đời sống thường nhật, hòa trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng dành cho mình một thời gian để thư giãn và ai cũng lựa chọn cho mình một cách giải trí riêng, xuất phát từ nhu cầu đời sống tinh thần. Chương trình Giai điệu quê hương kỳ này xin mời quý vị và các bạn đến với một cách giải trí khá độc đáo của một nhóm bạn yêu đàn guitar ở thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh. Hòa trong âm thanh của cuộc sống mỗi ngày, thỉnh thoảng đâu đó bỗng cất lên những giai điệu làm lay động cảm xúc của chúng ta. Âm thanh ấy như tiếng kinh cầu gõ vào tiềm thức ngủ yên của muôn loài, muôn vật đang hiện diện trên trái đất này. Không biết câu nói đó của ai, nhưng những dòng tâm sự ấy đã được đề tựa lên trên cây đàn guitar này. Và chủ nhân của cây đàn ấy mỗi ngày đang hòa vào cuộc sống bằng những âm thanh mang thật nhiều cảm xúc. Anh là một trong số những người bạn yêu đàn guitar ở thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh. Đó là một nông dân chân chất như bao nhiêu người nông dân khác. Anh yêu ruộng đồng, yêu những hạt lúa vàng, yêu quý những gì thuộc về nơi anh đang sống. Ở làng Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Ninh, mọi người quen gọi anh là Hà Xuân Đình, nghệ sĩ của đồng quê. Anh là một MC rất được nhiều cô dâu, chú rể trong vùng yêu mến, là một dòng hát dân ca đặc sắc của phong trào đàn và hát dân ca Vĩnh Ninh, và cũng là một trong những cây đàn cây bán cầm có tiếng ở Quảng Ninh. Khi còn là một quân nhân trong quân ngũ, hay lúc này trở về cày cấy trên đồng ruộng, anh vẫn mang một tâm hồn yêu văn nghệ. Cây đàn guitar gắn bó với anh gần nửa thế kỷ. Từ những ngày đầu tiên, anh chập chững những nốt nhạc đầu đời. Rồi một ngày, anh đến với câu lạc bộ những người yêu đàn guitar ở thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh thật tình cờ. Đó là nhóm những người bạn đến với nhau từ nguyện. Họ kết thân và trở thành một nhóm không thể tách rời. Ở họ có nhiều điểm khác biệt, khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, quê quán, hoàn cảnh sống, nhưng đều có chung một niềm yêu mến cây đàn guitar. Trong không gian nhỏ bé của một quán cà phê nằm bên bờ sông Nhật Lệ, thị trấn Quán Hào xinh đẹp,
và có vị trí đắc địa này. Thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng đàn guitar bập bùng, đầy cuốn hút của một nhóm người chơi đàn tây bán cầm khá điêu luyện. Không sân khấu, không thiết bị âm thanh điện tử và đôi lúc không có khá giả. Họ chơi đàn mộc mạc trong không gian thiên nhiên, bằng một tâm hồn trong trẻo giữa nhộn nhịp bồn bề của cuộc sống sôi động. Gần 10 năm hồi ngộ, khi nhóm có hơn chục thành viên, nhưng có lúc cũng chỉ dăm ba bàn bè, kẻ đến người ra đi, nhưng những ai còn bám trù lại với câu lạc bộ là những người thực sự có lòng đam mê với âm nhạc, thiết tha với cây đàn guitar. Giản dị giữa cuộc đời, họ yêu thích âm nhạc, chơi đàn và cũng tất tả với mưu sinh cuộc sống thường nhật. Nhưng những khoảng lặng trong tâm hồn sau những lo toan là lúc họ đến với tiếng đàn. Âm thanh cất lên từ niềm yêu thích rất đỗi đời thường. Họ chơi đàn guitar cũng giống như uống một tách trà, thường một nhành lan. Đó là cách họ đã chọn để thư giãn. Thì chúng tôi gắn bó với nhau đã hơn 10 năm. Vì cái thời gian đó thì tất cả những cái thành viên trong cái câu lạc bộ nhóm chúng tôi thì có một niềm đam mê người ta học cổ điển, nhưng mà lại cái nhóm này là cái nhóm đang thời đương đại, học guitar thời đương đại giống như cổ điển. Nên xuất phát từ những cái người mê thích thời hiện đại, âm nhạc hiện đại, bắt đầu mình tụ họp với nhau và sinh hoạt với nhau thường ngày. Mang một cái nốt nhạc ban đầu là đánh theo cái đài ca, cái văn hóa văn nghệ quần chúng mà thôi, chứ chúng tôi cũng không được đào tạo qua một cái trường lớp nào cơ bản cả. Ở đây là không có một cái trường lớp nào chính quy cả, nên anh em chúng tôi giờ đánh ban đầu chỉ biết một chút ít và sau đó dần dần nó thì mình say mê và nó cảm nhận nó dần ở trong cái con người mình, nó tự phát triển. Cũng thỉnh thoảng gặp nhau rồi tâm sự rồi đánh cho nhau nghe rồi học hỏi lẫn nhau, giao lưu trên cái nhạc nhạc đấy. Thì bây giờ chúng tôi thì sống thì cũng thể thiếu nổi guitar, kể cả đi lâm nhạc có thể vác cái óc đi đánh đấy, nhiều khi hẳn cũng vì cái tròn thuần tiền rồi thôi, nhưng mà lại là cuối cùng cũng trở về tình cảm nhất và nó lắng sâu nhất thì vẫn là guitar. Cuộc sống nó có nhiều cái yếu tố hợp thành, nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn là về vật chất và tinh thần. Nói về tinh thần thì nó muôn hình muôn vẻ, ví dụ như một trò chơi dân gian, rồi một làn điệu dân ca hoặc một tiếng đàn, rất nhiều cái khác, nó động viên cho cái cuộc sống tinh thần của mình. Nó như chú Quyên là trong những lúc lao động mệt nhọc. Đối với mình thì cùng nói thật rằng là trong những năm của 70-71, cái lúc đó hoạt động phong trào thì hầu như rằng là không có những cái trang thiết bị, mà mục đích là trước đây người ta thường còn câu nói rằng là tiếng hạt tiếng bom. Thì trong những năm đó là cũng có những phong trào văn nghệ nhằm để mà động viên cái phong trào lao động sản xuất chiến đấu trong những năm chiến tranh đó. Thì lúc đó bọn mình diễn thì hoàn toàn là bằng cháy cả, nhưng mà chỉ có cái đàn guitar là phải nói là một cái nhạc cụ luôn gắn bó.